cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vâng nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban. Dao động của nhân thế nổi trôi giữa những sục sôi tranh chấp trong kiếp người, giữa những đẹp cười hay ê chê thất bại, con xin dành một cõi rất riêng tư cho Giêsu đấng tình yêu thắm sâu. Một cõi riêng trong lòng con xin dành cho Chúa, một cõi riêng tư trong lòng con Chúa thương ngự trị. Chúa là điểm hẹn nơi con phát xuất ra đi dấn thân cho cuộc đời nhân trần.
Chúa là điểm cao nơi con trở lại để sống trong ân tình, nguồn vui phút an bình.